Còn giờ đây, để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và đến với những lời chúc Tết thật đặc biệt và thật ý nghĩa cùng với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, hoa hậu, diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh, diễn viên điện ảnh Trần Bảo Sơn, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Thảo Trang. Một năm mới, mỗi người chúng ta thêm một tuổi mới, chúng ta cảm thấy mình có nhiều áp lực với công việc, với gia đình, với bản thân, với cộng đồng mà mình đang sống. Bước sang một năm mới, Thành Lộc xin kính chúc đến quý vị khán thính giả khắp nơi trên toàn thể đất nước Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe thật là dồi dào. Và điều đặc biệt nữa là chúng ta luôn luôn có được một tâm thái rất bình an để sống, làm việc và cống hiến trong cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị. Nhân dịp năm Tân Mão thì Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn xin chúc cho tất cả quý vị khán giả một năm mới nhiều niềm vui, mọi điều tốt đẹp và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Năm mới Sơn cũng xin chúc quý vị và tất cả những cái người Việt Nam của mình, không phải là ở ngoài ở trong nước và cả ngoài nước, có một năm mới thật là thành công và hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, những cái gì may mắn nhất và tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị. Chúc mừng năm mới. Vốn thì luôn luôn mơ cho mình một cái Tết xung vầy với gia đình, hạnh phúc, cảm thấy là mình thỏa mãn với những gì đã làm trong năm qua. Tuấn biết là trong cái giây phút thiêng liêng này thì tất cả mọi người đang xung vầy với nhau, tề tụ với nhau. Tuấn không có cái lời chúc nào tốt đẹp hơn là chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe và đầm ấm. Đó là tất cả những gì tốt nhất đến với tất cả mọi người trong năm Tân Mão. Bây giờ khi mà đã có gia đình rồi thì giao thừa là một cái điều rất là thiêng liêng đối với Lệ, bởi vì đó là một cái giờ phút thời khắc mà vợ chồng con cái sum họp và bên bàn thờ gia tiên cũng giao thừa, và sau đó thì đi hái lộc ở chùa làm, mà năm nào thì Lệ cũng rất là cảm thấy rất là thích cái không khí đó cả, và năm nào hầu như năm nào sau giao thừa Lệ cũng đến chùa để xin lộc đầu năm. Nhân năm Tân Mão này thì Mỹ Lệ rất mong muốn rằng tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị gần xa sẽ có một cái năm mới no ấm ơn, an khang thịnh vượng hơn, và đời sống của chúng ta ngày càng đi lên và thành công mỹ mãn hơn nữa trong công việc của mình, trong cuộc sống cũng như là hạnh phúc gia đình. Và cũng nhân là năm mới sắp đến thì Trang cũng không có gì hơn ngoài những lời chúc, thì chúc cho quý vị sẽ có được một năm mới là an lành, phát đạt, có nhiều tiền hơn không. Và Trang cũng xin có một cái chút quà nhỏ sẽ gửi đến toàn thể quý vị. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our hopes and will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Happy New Year! Happy New Year tất cả quý vị! Thank you.
Xuân quê tôi có trống lưng đùng đùng, xuân quê tôi